Rồi. Em mà nghe gọi lẹ. Trước vẫn lấy, em bảo là trước để em lấy cái khác mà khác nó không nghe thấy là thôi. Mở đi bác. Bác ơi. Bác buồn ít rồi. Lấy trước rồi đi. Măng cân ra cân. Chứ măng cân ra chừng 7 ở. Hỏi thế cũng hỏi. Mô tả đúng yêu cầu. Đúng sản phẩm kích thước. Lại trả hàng lý do không đổi ý không muốn mua nữa à? Ừ. Tào lao.